Làng Chiếu 500 năm lụi tàn vì dân bỏ nghề. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thu hồi bằng công nhận làng nghề truyền thống sau 20 năm cấp cho làng dệt chiếu An Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên. Lý do làng nghề dệt chiếu An Phước không còn hoạt động vì tất cả dân làng đã bỏ nghề. Theo quy định, để được công nhận làng nghề truyền thống phải đáp ứng tiêu chí tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn, sản xuất, kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận. Theo ông Lê Hai, chủ tịch xã Duy Phước, 5 năm qua, người dân đã dừng sản xuất, cả làng không còn ai dệt chiếu do không thể tiêu thụ sản phẩm. Làng nghề không hoạt động sẽ ảnh hưởng đến việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì thế, chính quyền xã đề nghị tỉnh thu hồi bằng công nhận làng nghề. Làng nghề dệt chiếu An Phước nằm dọc sông Thu Bồn, có tuổi đời hơn 500 năm. Tương truyền, ông tổ nghề quê Thanh Hóa theo chân người mở cõi vào đây từ thế kỷ 15. Khi dừng chân ở đất này, ông mang theo cây lác và phát triển nghề dệt chiếu. Tại làng An Phước, có những gia đình làm chiếu tới 14 đời. Chiếu An Phước có hoa văn sắc sảo, màu sắc hài hòa, cân đối, từng giúp nhiều người dân ăn nên làm ra. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận làng nghề truyền thống dệt chiếu An Phước.